dường hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mùa trăng không, lại đây tôi bán trăng cho. Tàn chứng đã có, giải phạm nhân về cơ quan điều tra làm rõ vụ án. Trời ơi! Không, không, tôi bị quan, tôi bị quan mà. Không, đừng bắt con tôi. Các con ơi, đừng bắt con tôi mà. Mà bắt con. Dạ. Đi về với ba con. Con không về đâu. Con không về. Chạy đi. Anh Dương, đừng lo, em sẽ lo cho anh mà. Anh Dương. Thằng khốn nạn, đấu với tao là mày chết. À, thì ra mọi chuyện là như vậy. Rồi bây giờ cháu có định tìm bọn kia để trả thù vậy không? Tìm để làm gì hả chú? Bây giờ cháu đã được minh oan, má cháu chắc cũng yên lòng nơi chính suối. Tôi nói làm bậy, không thoát khỏi lưới pháp luật đâu chú à. Dạ, thưa chú Năm. À, sao rồi? Con có hỏi han tin tức gì không? Cũng vậy thôi chú à. Công an đang truy tìm bọn nó, chắc là nó không dám làm gì anh Nhân đâu. Ờ, như vậy cũng đỡ lo. Thôi, hai đứa ở ngoài này nói chuyện, chú vào lo trà nước cho sư thầy nha. Dạ. Em có nghe gì về thằng Tí ở bên ngoài không em? Bây giờ đi đến đâu mà không nghe về nó. Đĩa nhạc của nó bán chạy như tôm tươi. Muốn gặp được nó không phải là chuyện dễ. Vậy à? Anh à, sao anh không chịu đi gặp nó vậy? Nó biết anh về mà. Lẽ nào người quản lý của nó không nói lại cho nó nghe hay sao? À, mà nếu nó không tìm đến gặp anh, chắc là nó còn giận anh nhiều lắm. Nhưng anh không phải là người có lỗi. Mà thôi đi, em đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Hãy để mọi chuyện cho ông trời sắp đặt. Còn bây giờ anh trở về đấy, chỉ muốn được sống những ngày bình lặng bên em cho thỏa bao mong chờ. Năm tháng qua mịt mờ, lòng vẫn nhớ thương anh. Thủy chung vẫn tâm em chờ lòng, nguyện lòng sẽ không hề phai. Anh Nhân, cho dù tờ hồng chưa từng sẻ chi, đáng xem như là tình nghĩa trăm năm với anh giữ đạo vợ hiền, dù chỉ là gái giang hồ. Vẹn toàn như sen hồng lẫn trong bùn nhơ. Đời em chỉ có anh thôi, dấu xa nhưng tình không xa. Trong ta không la, không hoa, không của lời ca tiếng nhà. Chỉ có đôi tim cùng chung nhịp đập qua điệu tình yêu theo năm tháng không. Càng đẹp càng xinh trân hình bóng đợi chờ. Hai chúng ta đã không còn son trẻ,
để ước hẹn giao thầy, để dệt mộng say mơ. Trên cõi đời này từ nay thôi cô độc bơ vơ, vì tâm hồn ta đã hòa quyện với mây trời xa rồng. Cuối nẻo tình yêu đưa ta về bến mong, cùng dịu nhau đi đến hết đoạn đường đời. Lời anh rung động hồn em, từ lâu em ước em mơ, mãi trách sao anh vô tâm, làm cho nhìn trong đáy mắt người thương. Ngàn năm tớ vẫn còn vương qua hết mù sương ngắm nắng mặt trời. Không uổng công em đã dung trồng chăm bón, giờ cây tình yêu đã trú nhụy khơi màu. Nắng lên cho đẹp má đào, để anh nuông giọt tình vào trong tim. Khung trời rộng đón cánh chim bay xa mơ, đắm chìm trong mơ. Cái anh này làm người ta mắc cỡ gần chết hả? Yến, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong anh. Thôi thôi đi, cứ nói hoài hả? Dù anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không làm sao nói hết những gì mà em đã chịu đựng trong thời gian qua. Anh Nhân, phải, những ngày đầu anh vừa bị bắt thật là kinh khủng. Đừng bắt con tôi. Tôi lại cát không mà. Đừng bắt con tôi, nó vô tội mà. Má, má ơi, má tỉnh lại đi má. Yến hả con? Dạ con đi má. Má lại nằm mơ thấy thằng Nhân nó bị bắt. Má lo cho nó quá. Má, má uống miếng nước cho khỏe đi má. Con thức suốt đêm nữa hả con? Dạ. Số đồ này phải giao gấp cho người ta nên con ráng thêm một chút. Không sao đâu má. Từ hôm ở bệnh viện về đến nay, má thấy đêm nào con cũng gần như thức trắng, rồi mờ sáng lại phải đi sớm để mà kịp chợ mua đồ bán. Sức nào mà chịu nổi hả con? Má, xin má đừng bận lòng, con chịu được mà. Khổ cho thân con quá. Khi không rồi phải mang lấy quà vào thân. Hải tạo tầng hôn sớm vàng lâu, chỉ vì tình nghĩa chớ nào phải buộc ràng chi, làm cho má rất khổ tâm. Con thay anh Nhân cần kề lo cho mẹ, là hạnh phúc mà con mơ bao ngày. Tình thương của mái gia đình, má đã rộng lòng mà đón nhận con, không hề gạn lọc chê khen. Bấy nhiêu thôi đã thay đổi cả cuộc đời, giúp con tìm ra ánh sáng chân trời. Má chỉ làm con thêm gánh nặng, chứ nào có lợi gì đâu. Má trong cõi đời cô độc bơ vơ, một tiếng gọi
trọn cho con niềm hạnh phúc vô bờ. Dẫu ngày mai còn đầy tâm tôi mịt mờ, nhưng con không cảm thấy mình lo sợ vì bên cạnh con bây giờ đã ấm áp những tình thân. Xin má đừng để lòng những gian khổ nhỏ nhoi, con xin được thay anh những giữ tròn câu tập hồ lo tương lai sự nghiệp sau này. Một đứa con gái tốt như con tại sao lại phải chịu nhiều thú thiệt như vậy? Tội nghiệp cho con quá, có thua thiệt gì đâu má. Bây giờ con có má, có em hậu, con hạnh phúc lắm rồi. Còn anh Nhân, ảnh vô tội thì pháp luật sẽ chứng minh cho ảnh một ngày gần đây thôi má. Đời của thằng Nhân cũng đầy trắc trở, từ thuở lọt lòng đã chịu lắm gian truân. Giận nó ngổ nghịch thì lớn tiếng rầy la, chứ thật ra má hiểu con hư là tại mẹ. Má đã không lo cho nó được cuộc đời sung sướng, mà để cho con thơ phải chịu thiệt thòi. Má đã dành trọn cuộc đời cho những đứa con yêu, thì đâu có lỗi lầm chi mà má phải nặng lòng nghi ngời. Con tin trời cao không phụ lòng kẻ tốt, rồi sẽ có một ngày khổ tận cam lai. Má sợ mình không còn đủ sức để chờ thằng Nhân trở về. Má, má biết má không còn sống bao lâu nữa. Má không sao đâu, má phải sống hoài, sống hoài với các con. Má đừng bỏ con mồ côi nữa, nghe má. Tội nghiệp cho con tôi, má. Con chào người đẹp. Mày muốn gì, thằng phản bội? Gì mà dữ vậy em? Anh không bao giờ phản bội, nhất á là phản bội một người đẹp như em vậy đó. Khốn nạn! Bộ thằng Nhân nó thương em nhờ chỗ hung dữ vậy đó hả? Mày nhắc đến anh Nhân mà không thấy nhục nhã hay sao? Ê, đừng có nặng lời chứ. Có gì đâu mà nhục, khi làm một kẻ thức thời biết lo xa, chọn con đường tươi sáng. Người ta nói chim khôn phải biết chọn cành, tại nó ngu nó tranh cái lãnh dữ. Đê tiện! Dấn thân vào chốn phong sương thì đừng treo cao phẩm giá. Một con vũ nữ giang hồ có danh dự gì mà lớn lối? Phải, dù tao là gái phong sương cũng còn biết theo đạo nghĩa giang hồ, còn hơn thằng vũ đản như mày phản bội bạn bè bội nghĩa giống ân. Mày hãy chờ đón mà xem, ngày anh Nhân trắng ngang trở về thì vốn lẫn lời mày trả hết cho xong. Hay, hay lắm Tài à. Dạ. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái thằng Nhân nó không có cái gì đáng để cho tao ganh tị hết. Chỉ có một thứ này thôi, có phải không Hải Yến? Đừng có gọi thân mật như vậy. Nên nhớ, tao với mày là kẻ thù. Anh Ba, con nhỏ này nó hổn quá nè. Mày hổn thì có. Dạ. Đừng có xen vào chuyện người lớn biết chưa? Dạ biết. Dạ anh Ba nói phải đó. Dạ.
Một con chó theo đuôi thì suốt đời vẫn là chó. Yến đừng thèm để ý tới cái đám chó dại đó chi cho nó mệt. Tôi muốn nói chuyện tình cảm với Yến này. Tình cảm? Mày muốn nói chuyện tình cảm với tao khi mày đã hại chồng tao đến nông nỗi này sao? Chồng? Cái thằng đó nó không xứng làm chồng em đâu. Nó có đem lợi ích gì cho em đâu mà em chọn nó chứ. Anh Nhân không xứng. Vậy mày xứng à? Bà Khắc, mày có biết tại sao vợ mày, con mày lại xa lánh mày không? Chỉ vì không một phụ nữ nào có thể chung chạ với một kẻ tiểu nhân bỉ ổi và đê tiện như mày. Khúc! Mày chỉ có vậy thôi à? Vậy mà đòi so sánh với anh Nhân của tao. Hạng như mày không đáng để xách dép cho ảnh nữa. Mày... Sao? Không còn ngọt ngào nữa sao? Mày không còn gì để nói nữa à? Mà cũng phải, thú đổi lớp người thì đâu có bao nhiêu lời lẽ. Đúng rồi. Tình cảm mày không muốn á, được, tao nói chuyện giang hồ với mày. Tao không muốn nói chuyện với lũ khốn nạn. Được thôi, vậy á thì mày hãy trả cho xong. Nợ nần cả vốn lẫn lời mà mày dai đã mấy tháng rồi. Chắc tụi bay điên nên mới nói càng như vậy. Nợ nần gì ai phải trả cho ai? Tiền mày dai khi má thằng Nhân nhập viện. Muốn làm thoại khanh giữa thời hiện đại, lóc thịt cho mẹ chồng thì đừng có kêu ca. Quả tụi bay là đồ chó dại, quá tham lam nên ăn càng nói đại. Tao với bay thù muốn vạn kiếp, chỉ có nợ máu chớ đâu có bạc tiền chi. Mày giả như thơ hay thật sự giải khờ? Chỗ mày dây tiền là đàn em của anh ba, biết mày sẽ khó khăn nên anh mới âm thầm cho người giúp mày dây nóng dài tê. Khốn nạn, thì ra tụi bay gài bẫy. Rành ma lắm mà. Sao dễ mắc bẫy quá vậy em? Bây giờ xử theo luật giang hồ, không tiền thì thế mạng. Tài! Dạ! Lôi nó về cho tao! Dạ! Thằng nào đụng tới tao, tao đập cho bỏ mẹ! Nhào vô! Con nhỏ này nó dữ quá anh ba. Đồ vô dụng. Có vậy cũng sợ làm sao làm ăn cái con mẹ gì. Nhào vô! Mày chết nè! Nhào vô! Nhảy lên em rồi ba ơi! Nhỏ này nó dữ quá à! Mày dữ hả? Ba! Kìa con! Con làm gì ở đây vậy? Con hỏi ba, ba làm gì ở đây thì đúng hơn. Thì ba... Chị Yến, chị có sao không? Chị không sao, em đừng lo. Mày liệu hồn trả hết nợ cho anh ba đi nha chưa? Nếu không tiền thì phải hiến thân cho anh ba mày chứ gì. Cô ba, ba đã hứa với con như thế nào mà bây giờ ba lại làm như vậy chứ? Ba có làm gì đâu, ba chỉ nhắc cô Yến về số nợ. Thôi ba đừng nói nữa, con là con ruột của ba, con không rành tánh ý ba sao? Ba muốn gây thêm ân oán giang hồ, ba dồn ép con người ta vào chỗ khó khăn. Âm mưu lọc lừa ba chưa hạ dạ nên mới bày trò. Không còn nhớ những gì mà ba đã hứa với con, ba sẽ để yên cho gia đình anh hậu. Bây giờ sao ba lại dồn ép người ta? Hương à, em đừng có tin, bọn cáo già này đâu dễ buông tha. Cô đừng nên nói bậy, tôi là người biết chuyện. Đối với con tôi luôn coi trọng những gì tôi hứa hẹn. Được rồi, ba sẽ không làm khó dễ cô ta nữa. Con theo ba về được chưa? Ba về trước đi, con có chuyện cần nói với chị Yến. Vậy ba để chú Tài lại.
Đặng lát nữa đưa con về nha. Thôi bà dắt đi về giùm con đi, con không hơi dẫn chó theo ra đường đâu. Cô Tài. Dạ. Về này. Dạ về. Bà về trước nghe, con đừng về trễ nha con. Về Tài. Chị Yến, em xin lỗi chị. Không, không có gì đâu em, đừng bận tâm. Chỉ biết là em cũng khó xử lắm. Ờ, mà em đi đâu giờ này vậy? Không phải là em với cậu Hậu phải đi học sao? Chị Yến, từ hôm anh Nhân bị bắt, anh Hậu luôn tìm cách lánh mặt em, không thèm nghe em nói một lời, lạnh lùng xa cách dừng dưng với em như kẻ qua đường. Sợ thật lòng nói dần thường đau khổ gọi tên, nhưng do hờn dỗi trong lòng nên mới hận hờ với em. Hai đứa em đâu có tội tình gì mà phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, em càng giận ba mình làm điều sai quấy vô lương. Chuyện thân thua giang hồ thường gặp, mưu hại nhau để tìm cách sinh tồn, nhưng em không thể xa lìa người mà em đã yêu thương. Em đừng lo, chị nghĩ rằng Hậu nó chỉ đau khổ một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi em à. Chị Yến à, anh Hậu bỏ học cả tuần rồi, chị không biết sao? Bỏ học? Nó bỏ học để làm gì? Anh bỏ học, anh đi làm phụ hộ cho người ta. Em biết chỗ nó làm không? Dạ biết, mấy đứa bạn em có cho em địa chỉ. Đưa đây cho chị. Bây giờ chị phải đi gặp nó liền. Hương nè. Dạ. Em có thể đến nhà coi chừng má giùm chị một chút không? Dạ được. Chị Yến nè, chị ráng khuyên anh Hậu về giùm em nghe chị. Ờ thôi chị đi nghe. Xin lỗi, ông muốn tìm ai? Trốn kỹ như vậy, bộ tưởng tôi không tìm ra sao? Ông... Dạ, ông là... Bà quên tôi thật rồi à? Nhanh vậy. Tôi nhận ra ông rồi. Ông đến đây để làm gì? Để nhắc lại cho bà nhớ, bà hãy ráng mà dạy dỗ cái thằng con của bà, đừng có theo đuổi con gái của tôi. Đĩa mà đòi đeo chân ngạc, bà muốn lựa chỗ giàu sang bắt hoàng làm họ phải không? Ông, gia đình nghèo xét nghèo xa, con trai thì du côn tù tội, con dâu thì bán phân vô nguồn, còn bà là thứ gì đây? Tôi không hề giải quán của mình vào ngõ của người ta. Tụi nhỏ nó yêu nhau thật lòng, sao ông lại hồ nghi? Bà đừng lẻo mép biện minh, để chú che mưu đồ hèn hạ. Dạy con dụ dỗ người ta đào mỏ không dễ đâu nha. Ông không được quyền sỉ nhục tôi như vậy. Ông về đi. Tự ái hả? Nghèo mà bày đặt tự ái? Bà đừng có diễn tuồng với tôi.
Mẹ con bà mặt dài mà dạng dụ dỗ con gái người ta. Anh cũng vậy mà em cũng vậy. Khi cái thằng con của bà là sinh viên, tương lai của nó không sáng sủa gì đâu. Bây giờ bỏ học để làm phụ hồ, bà thử nghĩ coi có xứng đáng với con tôi không. Ông nói sao? Thằng Hậu nó bỏ học à? Gia đình bà nề nếp quá, có con cái tự ý qua mặt mẹ cha. Một gia đình hỗn độn như vậy làm sao mà làm xui với tôi được. Trời ơi! Còn cái thằng tù tội của bà, nó sẽ không bao giờ được gặp bà nữa đâu. Lưu manh, buôn á phiện, đồ giết người. Gia đình đã thúi nát như vậy rồi, sao không kêu con dâu bà trở về đường cũ cho nó sung sướng tấm thân. Mẹ nào con nấy, con trai thì đào mỏ, còn mẹ thì lợi dụng không biết xấu hổ. Đừng, ông đừng nói nữa. Bà liệu bà giải cái thằng con bà lại. Nếu nó mà còn đeo theo con gái tôi, coi chừng nó vô tù mà sum họp với anh đó đó. Mát hạn. Trời ơi, con ơi. Kìa, bác. Bác ơi, bác sao vậy nè? Bác ơi, bác tỉnh lại đi bác. Bác ơi, tỉnh lại đi bác ơi. Con tôi đâu? Thằng Nhân đâu? Thằng Tí đâu bác? Về với má con ơi. Về đây, con của má. Bác à, con bác tỉnh lại đi bác. Con là Hương nè. Bác nhận ra con không bác? Con là Hương nè bác. Không, không, tôi không cần biết ai nữa hết. Các con tôi đâu? Gọi nó về cho tôi. Gọi nó về ngay cho dạ tôi. Dạ. Trời ơi, trời ơi, tại sao lại như thế này? Trời ơi. Má ơi, má. Trời ơi, má sao vậy nè? Ơi, má. Má chịu sao vậy Hương? Em cũng không biết nữa. Khi em tới thì bác đã ngất xỉu trên sàn nhà đó. Em đỡ bác lên thì bác đã như vậy rồi. Chị với anh Hậu lo cho bác nghe, để em đi mời bác sĩ. Má, má ơi, con là thằng Tí nè má. Má nghe con nói không má? Má. Tí. Thằng Tí đâu rồi? Con nè má. Thằng Tí đâu? Con nè má. Lại đây với má. Lại đây con. Má. Con đừng xa má nghe không? Ở bên cạnh má nè. Có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng còn có má chở cho con của tôi còn trẻ dại ngu khờ, vai cần kề để cho má chăm lo. Trời ơi, má tôi sao vậy nè? Má ơi, ai gọi má? Phải thằng Nhân từ phương xa nó nói lành kêu gào, má sẽ tới liền con đừng đừng sợ nghe con ơi. Ai ai lại đi má.
nghe con nói không mơ. Ông ơi, ba thằng Tý ơi, ông đừng có bắt tôi đi. Con của mình nó còn khờ dại lắm. Tôi theo ông bỏ con khờ tội lắm. Đói lạnh ai lo khung dài lạc loài xa mẹ, nay mới trở về, ai để tôi được thương yêu. Thằng Tý đâu rồi? Lại đây với má con ơi. Mẹ, anh em con phải hết lòng thương yêu đùm bọc nhân hậu. Hai con chính là máu thịt, là tình xa má đâu. Lúc nào con cũng nghe lời má mà. Để con đưa má đi bệnh viện nha má. Đừng, đừng đi đâu hết. Má sợ không còn kịp đâu. Má Hậu ơi, Nhân ơi, má bỏ hai con rồi. Má, má đừng nói như vậy. Má đừng làm cho các con sợ. Má sẽ không sao đâu mà. Nhân ơi, má nhớ con quá con ơi. Dạ. Hậu ơi. Dạ. Con nè má, nhớ lời má dạy. Anh em phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau nghe con. Dạ, con biết rồi má. Má giỏi lắm. Con phải nhớ, nghèo cho sạch, rách cho thơm ngâu con. Dạ, con nhớ. Vậy là má an lòng lắm rồi. Má, ông ơi, tôi tới với ông đi. Ông chờ tôi theo dẫn. Má, 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 má bỏ con ra sao má? Trước khi ra đi, má nhớ anh nhiều lắm. Chú Hậu thì nghĩ rằng vì anh làm má đau nặng mà mất nên chú ấy giận lắm, gửi trả cho anh kỷ vật này và bảo là không muốn gặp lại anh nữa. Trời ơi, như vậy là tôi đã giết chết má tôi rồi. Má ơi,
Con là một thằng con bất hiếu. Đến giờ phút sau con không được cày cân mẹ hiền, dành tan căn nào đúng. Con quỳ giữa chốn lao lùng, cúi đầu chính mạnh khắc ta. Mơ hồn ma của linh tiên, xin dân dám cho con thờ, đau lòng con qua mau. Tôi là thằng anh bất nghĩa, là đứa con đông mã thư hèn. Trời ơi tội lỗi tài đình, tôi còn là tôi nữa hay không? Tại sao không để cho tôi chết đi, hay là trừng phạt tôi bằng cái đăng nhục hình, mà lại phải chịu đọa đày một đời cô độc bơ vơ? Còn có em đây, em vẫn ở bên anh dù nghịch cảnh phong ba. Để sức, để chia vui buồn sương khô, hãy khóc đi anh, hãy gục đầu vào đôi vai bé nhỏ như đã cùng nhau san sẻ biết bao lần. Phải yêu anh để rồi chờ đợi, anh phải giải dầu lặn lội gian trưng. Em biết nỗi đau này quá to lớn với anh, em không thể khuyên anh với khổ với buồn. Thôi hãy vì đời mà gánh tiếp đau thương, trả nợ quan thiên cho xong kiếp. Đừng, xin đừng ai kỳ vọng nó có một điều gì nữa. Luôn cả em, Yên ơi, xin em chờ đợi chờ, đừng nuôi hy vọng. Đã tàn rồi những ngày qua mộng, mùa sâu trơ đất lành, là hồn anh cũng nát tan rồi. Nhân ơi, em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn yêu anh dù qua bao biến động. Em vẫn là của anh muôn đời. Đợi làm chi mà làm gì? Anh là một con người vô dụng, với xã hội anh là thành phần bất hảo. Như mẹ già anh là một đứa con bất hiếu thân. Vậy em còn kỳ vọng gì hơn? Đừng hoài phí tuổi xuân cho một con người khốn nạn. Đừng để cho anh phải gánh thêm phần tội lỗi, vì đã bắt em phải chờ đợi mỏi mòn. Nếu anh đừng là một con người sinh ra ở thế gian, thì chắc có lẽ sẽ có rất nhiều người hạnh phúc. Anh sinh ra đã là nghiệp chướng, thì quỷ diệt cho rồi một kiếp nhân sinh. Anh đừng vội tuyệt vọng, mình là người trong sạch thẳng ngay,
thì luật pháp sẽ không xử oan người vô tội. Má đã mất rồi thì có tội hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Còn chứ anh, tuy má đã mất nhưng vong hồn má vẫn còn phản phất. Anh phải can đảm lên, phải chứng minh anh là người vô tội thì má mới yên lòng nơi chính xuôi. Em đừng an ủi anh nữa. Bây giờ đây tâm hồn anh tê dại. Má, má tin con mà phải không má? Con không hề đụng đến thứ ma túy, cái thứ mà con căm thù nhất trên đời này. Má ơi, con vô tội, con bị oan mà, con vô tội mà. Má, kêu em về rồi mà. Em ở đây làm gì nữa? Em về đi. Anh Hậu, em xin anh, anh đừng có xua đuổi em nữa mà. Ba em nói đúng đó, anh không có xứng đáng với em. Em về đi, em về đi. Tại sao lại nói những lời như vậy với em? Em ở lại bên anh cho đến giờ này thì lẽ nào anh không hiểu được là em không thể xa anh. Tình cảnh này sóc được kề cận bên anh để niềm đau khổ qua nhanh, hồ mong anh tìm lại nụ cười. Em chớ bận tâm, chết đi cho tròn vẹn đôi đường. Em biết nói sao đây để cho anh hiểu được nè. Tấm lòng của em yêu anh như chính bản thân mình. Đừng nhắc nữa làm chi hai chữ ân tình. Tan nát gia đình đôi đường phân rẽ, em chớ giải khờ mà chuốc khổ vào thân. Phải, em có dạy con ngu, có chấp nhận gì ai khổ sầu nhân lành. Nhưng biết
việc làm sao khi đó là định luật. Khi đã vì yêu mà gánh chịu phiền, em đã vì anh làm bến đợi con thuyền, thì dòng sông dẫu nước rồng nước lớn, dù bến lỡ hay bùi thuyền, bến dần bên một lời yêu thương hẹn ước gửi trao là đã dâng trọn cho nhau cả cuộc đời không suy tính. Nay anh phải chịu bao lụy phiền khốn khổ thì làm sao em ngoảnh mặt cho đành. Em hãy nghe anh nói nè. Xin hãy cứ để cho anh ôm lấy riêng mình niềm đau to lớn. Đời anh đã lắm đau thương, cho dấu đoạn trường em chẳng hề nào. Ta sẽ bên nhau mà cùng chung chiều buồn đau. Hương ơi, nếu em vì anh mà lãnh phần đau khổ thì em phải mất mát rất nhiều trong cuộc sống mai sau. Còn ba em còn hạnh phúc tương lai, em không thể vì anh mà sẵn sàng dứt bỏ. Hãy chọn đi em trước thiên đường bỏ ngõ, và một bên là địa ngục dương trần. Em đã chọn rồi, khi quyết định ở lại đây, em chấp nhận tương lai, mặc tình cho số phận. Miễn được có anh song hành trong cuộc sống thì đoạn đường dài, em đâu sợ chông gai. Là người anh Hậu. Anh đừng nên quá đau buồn. Màn đêm nào rồi cũng có lúc bình minh. Anh làm khổ em nhiều quá. Em đừng giận anh nghe Hương. Muốn em hết giận á thì anh phải nghe lời của em. Bây giờ anh ăn một chút gì cho đỡ dạ đi. Thôi. Em đi mua phở cho anh ăn nha. Thôi em à, anh không có thấy đói. Không được, anh phải nghe lời em. Để em đi mua phở cho anh. Chào cô. Chào ông. Dạ à, dạ ông tìm ai à? Có phải đây là nhà của ông Nguyễn Trung Hậu không? Phải. Ông tìm tôi có việc gì không? À, cậu đúng rồi. Đúng là cậu rồi. Trời ơi, tôi tìm cậu muốn chết luôn á. Ông tìm tôi. Nhưng mà ông tìm tôi có việc gì không? Hình như là tôi chưa có được biết ông. Dạ, dạ mời ông ngồi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dũng Chiêu. Tôi có một phòng thứ nhạc. Vậy, vậy ông là... Nhạc sĩ kim đủ thứ. Ông tìm tôi để làm gì? Không giấu gì cậu, hôm anh cậu khai trương vũ trường, tôi có đến chơi và cũng thật tình cờ được nghe cậu hát một bài. Vừa nghe xong tôi vui mừng vô hạn, ôi một nhân tài còn ẩn tích mai danh, một ngôi sao đang chờ ngày tỏ dạng, nên tôi mới cố tình tìm gặp để giúp cậu trở thành một ca sĩ tương lai. Anh Hậu ơi, nếu quả đây đúng là sự thật thì anh đừng nên bỏ qua cơ hội. Thú thật với ông là má tôi vừa mới mất, nên chuyện gia đình còn rối rắm lung tung. Ý tốt của ông tôi cảm tạ vô cùng. Cơ hội trong đời không dễ có khơi khơi, cậu đừng nên bỏ lỡ dịp này.
cứ ký hợp đồng rồi mọi chuyện tính sau. Ông này nói đúng đó anh. Anh phải nắm bắt thời cơ. Cứ thử đi, có việc làm anh sẽ nguôi ngoai nỗi buồn. Nhưng mà anh... Nè nè, quyết định vậy đi nha. Bây giờ cậu chưa muốn ký hợp đồng thì cũng không sao, miễn cậu đồng ý là được rồi. Được, vậy thì tôi xin hứa. Tốt. Mà nè, tôi nghe nói cậu có sáng tác nhạc nữa có phải không? Dạ, có một vài bài. Đâu, đưa tôi coi thử coi. Dạ. Dạ, dạ đây nè. Được lắm. Nè, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến phòng thu của tôi tham quan nha. Xin lỗi ông, tôi không thể đi bây giờ được. Má tôi... Anh à, anh nên đi ra ngoài một chút cho quay khỏa đi. Cô nói đúng đó. Người thân mất á thì thật là thương tiếc, nhưng đau buồn ủ rũ như vậy không phải cách tốt đâu. Thôi được, vậy thì mình đi. Phải vậy mới được chứ. Tôi tin là tôi không nhìn lầm người đâu. Nè, đi thôi. Tội nghiệp cho thằng Hậu. Nó còn nhỏ vậy mà phải bơ vơ chống chọi với đời. Từ lúc chú ấy trở thành ca sĩ nổi tiếng, có được chỗ ở khang trang hơn, tuy giận anh nhiều nhưng chú ấy rất thương em, cứ nằng nặc đòi em về ở chung với chú ấy. Vậy sao em không đi? Em muốn ở lại nhà cũ một mình đợi anh. Tại sao? Vì em muốn khi anh về đã có một chỗ ở hẳn hoi ổn định rồi mới tính chuyện khác được. Em chu đáo quá. À quên, hai ngày nữa sẽ có buổi diễn của ca sĩ Trung Hậu. Em có mua vé nè, mình đi coi nghe anh. Hai ngày nữa à? Chính là ngày sinh nhật của thằng Hậu. Hôm đó vợ chồng mình nhất định phải đi coi. Anh phải đi để mừng ngày sinh nhật của nó, và cũng để được nhìn thấy nó. Anh Nhân, rồi Hậu sẽ hiểu được lòng anh. Anh cũng cầu mong như vậy. Suy nghĩ lại đi, dù sao cũng là tình anh em ruột thịt. Nếu anh cứ khăng khăng không chịu tìm gặp anh Nhân thì chắc bác gái nơi suối vàng cũng đau lòng lắm đó. Em đừng có nhắc chuyện đó nữa. Em nhìn xem, má của anh chết là vì ai? Nhưng mà anh không thể trút hết mọi lỗi lầm cho anh hai như vậy. Nếu vậy thì anh phải trách ai đây? Anh đã gây ra biết bao nhiêu là lũy phiền cho má. Ngày anh trở về, anh cũng đã hứa với anh và má là sẽ chuyên tâm làm lại cuộc đời, sẽ xa rời những tội ác xấu xa. Anh rất mừng vui vì tin tưởng mọi bề, nhưng anh vẫn không thể rời xa được. Không biết nghĩ suy chuyện của anh làm quan hệ làm ăn phi pháp với bọn người du đảng giang hồ, lỗi ấy do ai? Dù sao á thì chuyện nó cũng là như vậy. Bác gái mất đi anh cũng rất đau lòng. Trên đời chỉ còn có hai người, không lẽ anh đành ngoảnh mặt hay sao? Rõ ràng là em không có chịu hiểu nỗi lòng anh từ trước đến giờ. Ngày mà má anh lìa bỏ trần gian là nghĩa tình kia cũng đoạn tuyệt rồi. Anh Nhân lâm vào dòng tù tối, bị ức quan một thời gian dài. Anh cũng biết là anh ấy bị bạn bè ám hại đến nỗi này, trong đó có ba em. Anh không trách em vì anh hiểu được
tấm lòng em yêu anh chân thật. Tuy rằng anh Nhân đã bị tù oan ức, nhưng cũng vì chuyện này mà má mới ra đi. Nếu anh không giao du với bọn côn đồ thì đâu có chuyện trả thù hay là sát hại lẫn nhau, đâu có xảy ra thảm kịch đau lòng. Hóa lẽ giờ này má vẫn được bình yên. Thật, em không biết dùng lời lẽ nào để khuyên anh nữa. Anh Hậu à, tại sao anh lại lạnh lùng cố chấp đến như vậy chứ? Bác gái mất đi, nếu mà xét lỗi thì em cũng là người có lỗi. Anh không thể tha thứ cho anh Nhân thì làm sao mà anh có thể quên đi những gì khổ đau trong quá khứ? Anh làm sao có thể quên đi tội lỗi của ba em? Anh Hậu, anh đã trở thành một con người ích kỷ như vậy sao? Anh làm cho em thất vọng quá rồi. Hương, Hậu à, Hậu. Dạ, dạ thưa chú Năm. Con Hương nó nói đúng đó. Chú Năm à, cháu không phải là chú binh vực cho thằng Nhân, nhưng nói có giọng hồn má của cháu. Thằng Nhân ra nông nỗi này á, cũng không phải là do lỗi của nó hoàn toàn. Nếu ảnh đừng trở nên hư đốn như vậy thì má cháu đâu có buồn mà chết hả chú? Hậu, để chú nói cho cháu nghe. Từ khi thằng Nhân nó mới 12 tuổi, nó phải đương đầu với bao nhiêu chuyện cùng vì ngày xưa quá khó khăn. Thiếu hụt trăm bề, mẹ bệnh em khờ, tìm bao nhiêu kế mưu sinh, dấn thân các bụi cũng vì thương má với em. Lòng con trôi như tơ giò, thương anh hết dạ, nhưng còn chuyện xưa biết nói sao. Hậu ơi, trên bước đường giảng nẻo trong gai, có mấy ai không lỡ bước xa chân một lần vào hố thăm. Lúc đó quanh ta chỉ là bóng tối, mà ruột thịt tình thắm là ngọn nến soi đường. Nó đâu vì bản thân mà chịu lắm đoạn trường. Ba cháu ngày xưa là con người tể bạc, thất hồi gia đình còn xa đọa bê tha. Chỉ vì không đành lòng nhìn em và má khổ đau, thằng Nhân mới phải bôn ba dải dầu sương gió. Giữa chốn phong ba cuộc đời vùi dập, nó đã nhiều phen liều mạng để sanh. Cháu biết điều đó chứ, nhưng đâu phải ai xa lầy rồi thì cũng sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Chỉ vì anh không có thương má, anh không có thương cháu, cho nên anh mới. Hậu, Hậu ơi, cháu đừng để sự giận hờn làm lu mờ lý trí, mà nói lời xúc phạm đến âm ai. Thằng Nhân nó thương yêu gia đình hơn cả bản thân,
dù đời nó không có ra chi, nhưng lúc nào nó cũng lo cho cháu. Nó về đã lâu nhưng nén lòng không gặp cháu, là để cháu an tâm lo sự nghiệp cho mình. Nó hy sinh cả đời cho má cho em, giờ lấy bị tình thâm chối bỏ, thì trách sao khỏi tuổi buồn thì số phận, sợ nó lại quay về lối cũ đường xưa. Nghe chú phân trần mọi chuyện, con thấy mình quá ích kỷ nhỏ nhen. Chú Năm, chú Năm ơi, con thương anh hai con lắm, nhưng mà chú hiểu lòng của hai đứa, nhất là thằng Nhân đó. Nó sợ tai tiếng của nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu, nên nó âm thầm quyết định xa đi. Chú nói sao? Anh hai đi à? Anh định đi đâu vậy chú? Nó không có nói, nhưng chú biết là nó sẽ ra đi cùng con Yến. Anh hai có nói chừng nào anh mới đi không chú? Chắc nay mai gì đó, chú cũng không rõ nữa. Cảm ơn chú Năm đã thức tỉnh cháu. Giờ cháu phải đi tìm gặp anh hai và xin lỗi ảnh, để giữ ảnh ở lại không còn kịp nữa chú à. Đi nhanh lên đi đi cháu. Dữ không, giờ này mới tới. Mày sắp đặt xong hết chưa tài? Dạ xong rồi. Dạ chờ nó sơ hở cái mình ra tay liền. Còn tội thằng Nhân? Dạ từ hôm nó về đến nay, nó án binh không có động tĩnh gì hết. Kể cả em nó hát mấy lần, nó không có đi coi. Không biết nó có âm mưu chuyện gì, nhưng thằng Nhân đâu dễ dàng bỏ qua chuyện như vậy. Dạ bởi vậy mình mới ra tay trước chứ anh ba. Dạ dù sao á thì nắm đàn cán cũng chắc ăn hơn, bằng không trở cờ không kịp. Nó hận mình tới xương, thế nào á nó cũng ra tay. Mình chơi vô này xong, nó sẽ không còn cơ hội. Tao biết nó rất thương em, thế nào nó cũng thuận ân. Sau khi lấy được số tiền và thỏa thuận em xuôi, nó sẽ phải đưa cho tụi mình an toàn rời khỏi Việt Nam. Dạ. Sau khi giảng hát đêm nay, tụi mình sẽ ra tay hành động. Nó có ba đầu sáu tay, cũng không biết không hay. Nhớ, mọi chuyện phải làm cho thật gọn. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Chỉ còn con đường này thôi, nếu mày sơ hở coi như chết. Anh ba yên tâm đi, sinh mạng của em mà. Được, mày hãy đi làm việc của mày đi, hẹn đúng giờ gặp lại. Dạ. Và đây, nam ca sĩ Trung Hậu. Cảm ơn, cảm ơn. Các bạn là tình yêu của tôi. Xin cảm ơn. Để đáp lại tấm chân tình đó, Trung Hậu xin hát tặng các bạn bài hát. Và cũng xin gửi tặng bài hát này đến người anh trai thân thương nhất của tôi. Anh hai, mặc dù bây giờ em không biết anh đang ở đâu, em hy vọng rằng anh sẽ nghe được bài hát này của em, cũng như hiểu được tấm lòng của em lúc nào cũng yêu kính anh hai. Âm thầm nhớ tuổi thơ ngày dài, chiều hè nào bên mái tranh
nghe bài hát ngày say. Trôi theo ba tháng năm, em vẫn nhớ đến anh thuở nào. Mẹ hiện giờ đã vẫn xa, em vẫn mãi mong anh về. Đời qua bao sóng xa, tuổi hồng tan nhanh nét hoa. Ước mơ được sống yên vui. Trong đêm khuya cô đơn lẻ loi, âm thầm bước chân hoang phía du tìm anh. Hơi thầm tình vẫn ra bài hát ngày xa. Trôi bao tháng năm, em vẫn nhớ đến anh thơ nào. Mẹ hiện giờ đã khuất xa, em vẫn mãi mong anh về. Đời qua bao xót xa, tuổi hồng tàn nhanh nét hoa. Ước mơ được cô đơn lẻ loi, âm thầm bước chân hoang phía du tìm anh. Ôi thâm tình vẫn giá Yến. Em có nhìn thấy đám ba khách không? Dạ thấy. Tính sao đây anh? Tụi nó đến đây không phải là để xem hát đâu. Thằng Hậu gặp chuyện rồi. Em hãy đi báo với công an đi. Còn anh sẽ theo dõi chúng làm gì để ngăn chặn chúng lại. Như vậy nguy hiểm lắm. Hay là... Không kịp đâu, đừng có cãi lời anh nữa. Kìa, thằng Hậu nó xuống rồi kìa. Mình đi nhanh, đừng để chúng thấy. Dạ. Đi đi em. Anh Hai à, anh Hai ơi, anh đang ở đâu vậy? Em biết là anh còn ở đây mà. Anh Hai ơi, anh Hai. Chào ca sĩ, thằng Hậu. Chào ngôi sao. Ông muốn gì? Rồi mày sẽ biết. Chạy đi đâu con? Theo cha vợ này có tương lai hơn. Bà sẽ săn sóc cho con chu đáo mà. Thả tôi ra, thả tôi ra. Mấy người không được làm như vậy. Câm miệng lại. Dám dụ dỗ con gái tao hả? Đồ khốn này. Thả nó ra, thằng chó. À, huynh đệ tình thâm, mày xuất hiện hơi sớm hơn dự định của tao, nhưng không sao, vậy cũng tốt. Mày là đồ sâu bọ, mày hại tao nhà tan cửa nát, còn đến đây để dở thói gian manh. Chuyện của tao phải giải quyết rõ ràng. Thằng này ân quán thông minh, sao mày không dám khiến tao đối mặt nhau biết đâu một lần thôi. Tại sao mày lại đê hèn? Ta nói cho mày biết, mày làm như vậy là quá nhục nhã mà. Mày không mà thoát được đâu. Tao có thoát được hay không là liên quan đến mạng sống em mày. Nếu mày muốn nó an toàn thì phải nghe lệnh của tao. Anh Hai, anh đừng nghe lời bọn lưu manh. Anh cứ mặc em xem chúng làm gì. Luật nghi pháp rất công bằng, chúng mày không thoát được đâu. Tao chết thì mày cũng sẽ chết. Trước khi tao bị bắt, tao phải giết mày. Ba khách, mày quyết định đi.
Được, tao đồng ý. Anh hai. Vậy mày muốn gì? Có vậy chứ, tao với mày sẽ làm ăn vui vẻ. À, mày đâu? Gì, thanh toán lên cho tao. Thôi, chạy đi em. Chạy đi. Không. Anh hai à. Chết nè. Trời ơi. Anh hai. Trời ơi, má người ta giết người. Giết người. Anh hai. Anh Nhân ơi, anh Nhân. Anh hai. Anh Nhân. Yên. Yên. Vậy là em không còn giận anh nữa phải không? Em không có giận anh. Em không có giận anh đâu mà. Anh hai. Hồng. Từ nay em phải ráng nên thân, đừng bắt chước như anh hai. Hư lắm phải không em? Không. Anh đừng nói như vậy. Anh hai ơi, anh đừng bỏ em mà anh hai. Anh Nhân. Anh đừng bỏ em mà. Anh Nhân ơi. Yên. Yên ơi, anh đi lần này chắc là không thể quay về. Không. Em đừng chờ đợi. Không, không đâu mà. Nhân ơi. Coi như là anh đã khổ bà. Xin em đừng rơi lệ. Đừng anh hai, xin anh đừng vội bỏ rơi em. Cuộc đời này cô độc, còn lại em trơ trọi mà làm gì? Thôi ông trời. Sao ông cay nghiệt? Nỡ đọa đày chưa từng ly biệt. Đừng, đừng bỏ em ở lại. Nhân ơi chờ em nơi chốn diêm đài. Yên ơi, thôi số trời đã định cho ta nợ trần ai trả sạch. Anh về bên hầu hạ mẹ hiền. Anh Nhân. Hầu. Hầu anh hai, em hãy cố gắng trở thành người tốt trong xã hội. Đừng bước vào con đường lầm lỡ như anh. Đời giang hồ dù lừng lẫy đến đâu, rồi rực cũng sẽ có ngày kết thúc đầy bi thảm. Em hãy nhìn tấm gương của anh. Cả cuộc đời rốt cuộc chỉ là vô vọng. Hậu. Dạ. Em hứa đi. Em hứa với anh đi Hậu. Dạ. Em hứa. Anh hai. Anh Nhân. Đừng bỏ em mà. Không. Anh không được bỏ rơi em đâu. Anh không được bỏ rơi em đâu mà. Em cứng đầu quá. Nói mà không chịu nghe. Nè, em cũng phải cố gắng làm lại cuộc đời. Đừng bắt chước anh thả trôi cuộc đời như trước. Em hứa đi. Không, em không hứa. Em không hứa với anh đâu. Em hứa. Hứa mà.
Hứa đi, hứa đi. Dạ. Hậu. Anh hai. Yên. Vậy là anh vui lắm rồi. Anh lúc nào cũng thương cũng nhớ hai em. Anh hai. Nhân. Anh hai. Nhân ơi. Nhân ơi.